Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lâu nay chúng ta nghe nói nhóm này nhóm kia xưng mình là mặc khải của Chúa Cha hay mặc khải của Đức Mẹ, mặc khải của Thánh Linh. Và họ cũng đã lôi kéo được nhiều người tin theo vì nó chứa đựng nhiều điều mới lạ khiến người ta tò mò. Cộng thêm óc mê tín nên dễ dàng lạc xa truyền thống chân lý của giáo hội. Bài tin mừng hôm nay nhắc lại lời của Chúa Giêsu: Ta còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con chưa thể lãnh hội được. Khi nào Thánh Thần sự thật đến, Người sẽ dẫn các con tới sự thật toàn vẹn. Chúng ta phải hiểu câu nói này của Chúa Giêsu như thế nào? Liệu có còn mặc khải nào mới lạ sẽ đến hay không? Chắc chắn, Chúa Giêsu đã nói tất cả những gì là giáo lý của ơn cứu độ, không ai thêm hay bớt một dấu phẩy nào vào đó nữa. Chúa Giêsu được gọi là đấng mặc khải hoàn hảo của Chúa Cha, cho nên không có chuyện gọi là mặc khải của Thánh Thần hay mặc khải của Chúa Cha. Tất cả mọi mặc khải đều bởi Chúa Giêsu, vì Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa, là đấng duy nhất thấy được Chúa Cha và có quyền cắt nghĩa về Thiên Chúa Cha. Nhưng chân lý mặc khải đó sẽ được hiểu dần trong tinh thần và trong chân lý. Khi hứa ban Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu đã nói: Chính Người sẽ dạy các ngươi mọi sự, sẽ nhắc nhở các ngươi mọi điều mà ta đã nói với các ngươi. Để hiểu được một chân lý mặc khải cũng phải đi qua một quá trình tiệm tiến. Chẳng hạn tín điều về Đức Mẹ hồn xác lên trời mãi tới năm 1950 mới được định tín. Thật ra, đây không phải là một giáo lý mới của Chúa Thánh Thần. Chân lý này đã bao hàm trong Kinh Thánh, Thánh truyền và trong đời sống đức tin của giáo hội trải qua nhiều thế hệ. Chúa Thánh Thần thúc đẩy soi sáng giáo hội để đi tới quyết định dứt khoát một điều phải tin. Đó là việc làm của Chúa Thánh Thần. Chúng ta nên biết rằng tất cả mọi chân lý của Chúa Giêsu cũng đều bởi Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cũng múc nguồn từ đó. Chính Chúa Giêsu đã từng quả quyết, Ngài không nói gì, làm gì mà không nhận được từ Chúa Cha. Cũng thế, Chúa Thánh Thần chỉ giảng dạy những gì nghe nhận được từ nơi Chúa Giêsu. Vai trò của Chúa Thánh Thần là làm sáng tỏ chân lý, khai thông trí hiểu và mở rộng con tim vươn tới sự thật của tình yêu chân lý. Từ đó, Chúa Thánh Thần được gọi là Thần chân lý. Chúa Thánh Thần còn một vai trò nữa, ngoài việc nhắc nhở các tông đồ, Ngài còn một nhiệm vụ là soi sáng áp dụng chân lý vào hoàn cảnh sống của từng thời đại để hiểu và sống chân lý ấy mà đạt tới cùng đích nước trời. Cho nên, chúng ta thấy những biến cố đời Chúa Giêsu không phải chỉ là một sự kiện lịch sử đơn thuần như bao sự kiện khác, nhưng hôm nay vẫn còn âm hưởng và tác động mạnh mẽ nơi tâm hồn các tín hữu. Đó là việc làm của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh. Tóm lại, Chúa Giêsu là mặc khải trọn vẹn của Thiên Chúa, nhưng các môn đệ không thể thấu hiểu trọn vẹn mặc khải ấy. Thế nên, Chúa Giêsu ra đi về cùng Cha để ban Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các tín hữu. Đó là nội dung của bài tin mừng hôm nay, và chúng ta ngày nay cũng phải cầu xin ơn Thánh Thần
để hiểu và sống lời Chúa.